Chào chú Tâm khỏe không? Cũng đỡ. Đỡ hả? Có lên bờ xuống ruộng gì không? Hết nổi rồi. Hết nổi hả? Trời ơi, ai biểu có vợ trẻ ăn chi hết nổi rồi. Hết nổi rồi sao rồi cô? Thôi cũng lím lát rồi ta. Phải có máy lạnh đỡ, không có máy lạnh. À, tấm lòng của cô Lan đó gửi cho cô với chú nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Để cho chú có tiền mua đồ ăn nè. Chúc cho cô chú được nhiều sức khỏe nha. Hai người đang ngồi trong nè. Ôi, chào, chào cô, chào cô nha. Dạ, chú. Dạ, chú. Vô bất ngờ không hay? Dạ. Hai hai chồng đang làm gì vậy? Coi chú Quy. Chú Quy, dạ. Chú Quy vậy? Ngồi ghế đi chú, ngồi ghế. Thôi, cô hỏi đi, cãi mấy con đứng đây hỏi thăm sức khỏe thôi. Dạ. Thì hai chồng tình tứ vô làm mắt. Mắt đứng nha. Quá trời ơi, vui. Nãy ngoài kia thấy hai người đang câu cổ là... Rồi, cảm ơn mấy chú ha. Dạ. Lại đây là ngồi nghỉ đi. Dạ. Đi thăm hai ông bà thương mặn hơn mấy chú. Dạ. À. Lúc nào cũng âu yếm vậy chưa hả con? Dạ. À. Tình người ta ơi. Chồng tính. Nghe nói là hai chồng là U80, U50 phải không vậy? Dạ, dạ. À. Cô ôi, cô giới giới tắt giùm con cái tivi đi cô. Ừ, tắt. Dạ, dạ, tắt tivi đi rồi mình trò chuyện nha. Dạ. Rồi, hôm nay được ghé thăm chú Tâm nè. Dạ. À, U80, à, có người vợ trẻ U50. Dạ. À. Nè, chú Tâm khỏe không? Cũng đỡ. Đỡ hả? Có lên bờ xuống ruộng gì không? Hết nổi rồi. Hết nổi hả? Dạ. Trời ơi, ai biểu có vợ trẻ ăn chi hết nổi rồi. Ê, vô mình luôn coi. Đó. Rồi ông nói hết nổi rồi sao rồi cô? Thôi cũng lím lát rồi ta. Phải có máy lạnh đỡ, nghe không có máy lạnh. Có máy lạnh có. Có hộp gió, mũi có mũi quá mũi rồi. Mũi hả? Trời ơi, ba cậu lại đây hầm mà chúc mừng cho ba cậu hen. Có cho sức khỏe rồi đi thăm lại tôi cũng là mang ơn ba cậu. Yeah. Tới đây nào vậy? Mới tới đây. Mới tới nãy giờ cô. Dạ. Nãy tay đứng ngoài kia thấy hai người đang âu yếm quá không dám vô. Dạ. Tính đảo ra luôn rồi. Vô là quá trời mừng ha, gặp mấy cậu lại mừng quá mừng. Già rồi cái tuổi này già rồi. Dạ, mấy cậu dạ. Lại cái đây cũng còn mà... mùi mặn quá. Không, không biết sao không? Mà cái sức khỏe thì không có, còn cái chuyện mà câu cổ ôm ấp thì được, phải không? Câu cổ ôm ấp thì được mà ngặt cái sức khỏe không có. Nắng quá nắng tức rồi. Là sức khỏe không có ai à. cái ông chú này à, à, ông sức có. Khỏe ông Tâm ông không sức khỏe, ông không có như người ta, phải không? Đi về thấy ông mới tới đó không chú, là hết đường Tân Trao rồi. Hết đường Tân Trao rồi, rung giò chứ thấy không, đúng là đứng đó tụi trẻ phải không đó. Thôi mấy chú lại đây thương mang ơn, cảm ơn mấy chú nhiều, lâu lâu ghé thăm hai vợ chồng tôi. Thấy không? Yeah. Có quà tặng quà mừng lắm. Rồi đến đây đi, rồi một 10 bữa, một tháng gì nữa là lại đây thăm hai vợ chồng tôi. Tôi mang ơn, phải không? Của ít lòng nhiều. Thăm hai vợ chồng tôi mang ơn dữ lắm. Hai ba cậu phải không? Cậu thứ tư, thứ năm, thứ sáu vậy đó. Đó, ổng bây giờ đó, không biết mấy năm hơi nữa. Mà lại đây á là tôi cũng nha mà mang ơn ba cậu. Đó bây giờ kìa, người ta hỏi ông kìa, sức khỏe ông còn không? Sức khỏe còn không chú Tâm? Không. Không có còn hả? Nên vợ xuống ruộng vậy đó. Tại vợ... Ai có vợ trẻ? Dạ, ai biết có vợ trẻ, gì đứt có vợ trẻ hả? À, cám heo để heo nhịn đói, phải không? Cám heo để heo nhịn đói. Ừ, đó, thấy không? Cám heo để heo nhịn đói đó. Cám heo để heo nhịn đói hả? Phải không? Dạ. Nhờ hai chồng ra đây ngồi đi. Rồi đúng rồi, ngồi tâm sự. Hai cái giò xuống nè. Ừ, bỏ hai cái giò xuống. À. Rồi. Thấy không? Hết lực thấy không? Còn hết lực. Có nhiều. Thấy không? Mà đầu giờ mà đầu đi lên núi, leo núi. Leo núi hả? Leo núi chưa được mà leo núi phải không? Hết lực rồi. Rồi gặp cũng cả luôn đi. Cả già mà nó có yeah. Sao phải không? Gặp cổ là chuyện bình thường phải không? Ừ. Chuyện tầm thường thôi. Nên mà dường, dễ gì mà kiếm nào là chuyện mà. Bình thường luôn. Chú ơi, chú qua nhiều rồi mà dễ gì kiếm được vợ trẻ gì. Dạ. Khó lắm. Dạ, dạ, dạ. Khó lắm. Đó, phải không? Sao mà kiếm được bả hay gì chú? Bây giờ tôi nói có khiếu phải không? Có gà hay không? À, có khiếu. Bán cái số. Rồi sao nữa? Rồi á, bả bán biển người ta giật hoài à. À. Bả lại bả mượn tiền. À. Mượn tiền rồi cái dính luôn. Dính luôn. À. Mượn tiền cho bả mượn đặng mà. À. Có 30. Giá tiền... đại lý á,
À, tức là đó chú cho mượn bao nhiêu mà giờ bà ra làm vợ, làm vợ chú luôn rồi. Có 30 á. Phải nhiều nha. Có 30 ngàn. 30 ngàn luôn. Ừ, mà dính luôn đó ha. Luôn hả? Ừ. Trời ơi. Thấy không? Ông đi ông thấy rõ ràng không mấy chú. Là đó chú cho mượn bao nhiêu mà giờ bà ra làm vợ, làm vợ chú luôn rồi. Có 30 á. Phải nhiều nha. Có 30 ngàn. 30 ngàn luôn. Ừ, mà dính luôn đó ha. Luôn hả? Ừ. Trời ơi. Thấy không? Thấy không? Ông đi ông thấy rõ ràng không mấy chú. Có 30 ngàn á chú đi quen gì hả? Chắc chuyện nào kiếp trước mà hỏi chú biết nhiều người mà không dính, tại sao dính với tôi phải không? Cũng có cái duyên tình duyên gì mới dính được. Đó là cô chú chắc đẹp dữ lắm hay không? Phải đẹp, cũng bình thường, cũng ờ tại mất cái nợ. Ừ. Ổng trả tôi chứ không phải tôi trả ổng. Ừ. Ổng trả tôi phải không? Tại tôi trẻ tôi đâu trả ổng được. Phải không? Đúng không? Đúng không? Phải không? Đó mà tôi nói mấy chú rồi đúng không? Tức lúc nào là ông già là trả trẻ, cũng như chú là chú già, chú có vợ trẻ trả cho vợ phải không? Đâu có, mà vợ đâu có trả chồng nữa. Đó. Là giờ ông đi tới đâu ha, là hai vợ chồng điện thoại nói qua nói lại, ở đâu ở đâu muốn ăn gì đó mua đi đó. Lâu rồi hàng ngày chú Tâm đi đi xin á. Ừ, ông đi xin bán cái số lúc trước đi, bị bắt bị quên bị chúng lấy. Bây chúng giờ nó lấy trơn rồi, bây giờ đi kiếm tiền á, ngày nào ăn rồi đó. Đó xin bữa được như tiền chú Tâm 70, 100 cô ở nhà lo cơm nước ha. Ừ, lo cơm đó nước. Lo cơm nước. Ừ. À, trời ơi, chú ơi, dùng thứ nghèo mà phải không? Đâu phải như không ông già. Rồi tôi hỏi ông nè. Tìm ai không mượn mà đi tìm ông mượn 30 ngàn mà dính. Ừ. Phải không? Duyên nợ. Phải không? Tôi nói chú. Trời trời, mấy ông già là ghen á, mấy ông năm chết đó chú. Mấy ông năm chết á, cũng như gạt làm bộ lợi vậy nè. Nó đâm cả ẹt rồi. Mình khỏi bán số, phải không? Mà không có. Tình nguyện thôi biết vợ mình ở người ta tại vợ mình chứ không phải tại người ta. Ông nói rõ ràng, ông sắp chết ông nói tại vợ mình hướng thân cho người ta đó. Rồi mấy đứa con nó thôi bỏ đi, à thôi vậy tới đây được rồi, thôi giờ mẹ với ba đừng có không có còn gì nữa hết thôi. Hai thằng trai á bây giờ thằng chết ở trên miên rồi, ở trên miên cũng không có đi về đó, chết rồi. Không chú, tôi già tôi năm mấy chứ tôi không có chịu nó dốc. Con sợ tôi nói gì? Yeah. Chứ như người ta là phải không, ta đâu có mà ăn đời ở kiếp không? Mà tôi đi kiếm chồng trẻ được không? Mà không thôi, tại cái số mình tới đây rồi tôi. Kệ. Nữa mà ổng có qua đời đó hen, mình cũng đem về nhà mắm muối gì phải không? Đúng không? Già ta nói già càng ngày càng cay phải không? Mà ông đi chút xíu mà trễ ra chữ lắm đó ông nội. Chữ lắm. Trời ơi bà nội, bà đi đâu rồi? Bà muốn mấy đẹp hả? Tôi nói không có. Tôi đi kiếm ăn như lại ta cho gạo đã đi kiếm cái tật đi kiếm gạo chỗ này gầm 14 vậy nè. Đó. Chứ ông giữ ông nói là sợ bỏ ổng mà dễ gì. Không có bỏ đâu, tôi nói chấp nhận không có bỏ. Đó. Phải không? Phải không mấy chú? Đúng không? Già càng ngày càng ghen, tại mấy chú chưa có được cái hoàn cảnh gì vậy phải không? Tôi hoàn cảnh coi là biết liền đó. Bây giờ mấy chú lại đây thăm hỏi cái gia đình của tôi mang ơn ba cậu sao có chúng đặc biệt hen, cũng nhớ lại hen 7 giờ sáng hen. Lãnh ra rồi là 7 giờ sáng lại đó hen. Chú ý hen, có chuyện cái đi mà gì hen, chút nữa tôi nấu nồi nước mấy chú có về đó, nấu nồi nước đàng hoàng, cái thao nào tắm là tắm, cái thao nào giặt đồ ra riêng ăn nghỉ mệt một chút rồi ăn cơm với thịt trong ăn, rồi tôi ăn giống gì cũng được hết trơn á. Đó. Rồi hỏi ông đi, hỏi ông trả lời cái gì nữa coi. Coi. Hỏi đi, mệt rồi kìa. Ông mà còn đòi lên núi. Mà còn đó, mà còn đòi lên núi nha. Lên núi sao được. Ừ. Dạ chú Tâm ơi, hôm nay ghé thăm chú cũng biết chú cái hàng ngày là đi cuộc sống mưu sinh, là đi xin tiền trên chiếc cái xe lăn đó. Rồi bà con tình thương của bà con cho nhiêu mình nhận nhiêu. Dạ. Về cũng như là để dành tiền để mua đồ ăn. Dạ. Cho vợ chú nấu đồ ăn cho chú ăn, như để mua thuốc men đồ uống, tại vì chú cũng lớn tuổi cũng hay bệnh hoạn thường xuyên. Dạ. Đó thì con có quay đoạn clip thôi, con gửi cho chú 200 ngàn. Dạ. À, đây là tấm lòng của cô Lan, đây Thanh. Dạ. Sẽ nhín ra để gửi cho. Dạ. Chú để cho chú có tiền mua đồ ăn nha. Dạ. Nè, dạ đây là tấm lòng của cô. Dạ, Lan đó, gửi cho cô với chú nha. Dạ, dạ, cảm để ơn. Cho chú có tiền mua đồ ăn nha. Dạ. Chúc cô chú được nhiều. Dạ. Sức khỏe nha. Dạ. Dạ, vợ chồng nương tựa vào. Dạ. Nhau để sống quãng đời còn lại nha. Dạ, cảm ơn. Lê Thanh cũng xin chào. Dạ, và hẹn. Dạ. Khán giả những video. Dạ. Tiếp theo ạ. Dạ, cảm ơn ba chú. Bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông
để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.